Hay chôm chôm đầu mùa nha mọi người. Nó sắp chín hết rồi. Nhưng mà chín chưa có đều lắm. Đó mọi người thấy không? Quá trời ha. Nhưng mà phải để khoảng cuối tháng cho nó chín thiệt là chín rồi mình mới bán. Còn bây giờ này nó còn hơi xanh. Mình đi hái trái cây đầu mùa và đây là cái dụng cụ để hái trái cây của mình nha, một cây sào móc và một cái bịch. Thì hôm nay trái cây nó cũng đã chín lai rai rồi, mình đi kiếm hái nha. Mình hái trước đi. Hái chôm chôm nó chín nhiều lắm. Mọi người nhìn thấy chưa, chôm chôm nó bắt đầu hồm hồm hết rồi nè. Nhưng mà nó cũng chưa có chín lắm. Hồn thôi à. Cái này khoảng một tuần nữa nó sẽ chín nhiều. Bây giờ mình đi kiếm chùm nào chín nhiều mình hái. Oh, nhìn cây bên kia kìa, cây bên kia kìa. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Cây đó là chín nhiều nhất nè. Đó, nhưng mà nó cũng chưa có chín lắm ha. Nó hồn hết rồi. Cái này một tuần nữa là hết cả luôn rồi. Chôm chôm đã chưa? Ôi ơi, một chùm này khoảng một ký luôn á. Đã quá. Còn đây này rất là sai luôn nè mọi người, nhưng mà nó chưa chín, nó còn xanh lắm. Còn chùm này ở trên cao mình thấy nó chín nè, mình hái trước. Thả vô, thu hoạch thu hoạch. Cái hôm, mấy cái hôm tây nè mọi người. Cái hôm nó có ba cái đầu, trái là cái bự rơi ở đây nữa nè. Cái này mà mốt cái này có người kêu hôm tây, có người kêu là hôm mật. Đó, đây nữa. Trái nào trái nấy to đùng luôn nè. Nhưng mà nó chưa chín, nó chín chứ. Đẹp lắm. Bây giờ mình hái chôm chôm đi vô. Cái này chắc là mình nghĩ là cái trái nó sai quá.
trái nó sai quá, cái cây nó không chịu nổi cho nên nó phải gãy. Một bao luôn rồi mọi người. Bao bán đi ơi. Hả? Ủa thì cũng phải hái hết chứ, nó đâu nhiều quá vậy sao không bán chị? Trời ơi, có đồi nào bán vẫn ăn có cây gì đây ngọt không ta? Trời ơi. Quá trời. Vậy là phải ngọt luôn rồi. Ngọt ha, ăn thử coi. Nè, cái này ngọt nào đó đây. Là đây bự ngon ta. Này là nay chín chín dữ rồi. Mưa xuống bữa dày nó mưa mất cái đá. Nhưng mà ăn ngon. Phải ăn chín thì mà chừng mấy hai tuần nữa ngon. Rồi nè, bên cái cầm trên đây nè bên. À. Đã ha. Đi qua cây dâu vàng miếng nha. Rồi dâu vàng còn trái không? Dâu còn vàng bên, bên đó. Không còn nấu hái cho. Rồi bạn chồng hái cho nghe cô chứ. Chín chín. Alo. Hái được bịch chôm chôm, bây giờ mình cũng hái thêm bịch bịch dâu nữa tại vì sẵn qua vườn thì phải hái nhiều nhiều luôn về nhà để dành ăn. Dâu thì hổng dài hái cũng mấy đợt rồi mà nó chưa có chưa còn nhiều lắm. Dâu dâu trái sai đó. Dâu thì rất là dễ hái nè, đó mình tước tước ra chút xíu rồi bịch ha. Đó còn bà chị mình thì bà đang ngồi dưới gốc bà sửa soạn lại cái chôm chôm nãy mình bẻ thì nó cũng cành đồ nhiều quá cho nên sửa soạn lại cho nó gọn nặng mình trở về đó. Đây chùm dâu không có hái gì là sướng bằng hái dâu đó. Đó, dễ hái này để càng lâu nó chín nữa ăn cũng ngon ha. Này nó chưa chín ra không có nước để được cây gì nhiều chín quá nước mà này nó chưa để móc cái bịch đây đi, móc cái bịch đi hái nữa chưa nè bên quay đây yên bên nè. Hái hết chùm chỗ này luôn nha. Quá đã. Hôm nay không có hắt thì không có việc làm mình hái trái cây ăn. Mình hái trái cây bán là mình hái ăn không à. Ăn trái cây từ cơm luôn. Nhà mình nghèo lắm mình ăn trái cây mình kịp cơm luôn. Đây mình leo lên cao nha. Hello, hái ở bên. Đem lên cao hái cái trái mấy trái trên đây bự. Cách nào sao? Dâu rụng xuống đất chứ gì đâu. Mắm cái sợi gớt đầu tao rồi đó. Chứ giờ tới cây, tới cái sái tao sái hồ nghiêng gớt mới sợ chứ mấy cái này gớt đâu có sợ. Sao gớt vậy? Cái dâu gớt rồi dâu chín á. Đây. Rồi như đây đủ ăn rồi đi. Ê, để dành mới mốt qua hái nữa. Tụt xuống hai bên. Tụt xuống nha. Chứ dâu quá trời đang đúng rụng gớt hết rồi. Hái thì nó phải rụng chứ. Ờ, còn cái này còn hái được nhiều lắm. Xuống xuống. Cây dâu hái nhiều vậy hả? Đây. Ờ hái vậy mà chúng tôi mới đổ đâu cho nó cho nội ơi. Ừ, không cứu ai được chứ. Cái này cho nổi không cho ông ta mấy bà mơi lắm. Rồi bữa nay mình đi mình thu hoạch được nhiêu đây? Dâu với lại nhánh chôm chôm héo. Rồi đem về ăn trừ cơm. Rồi xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thấy thích video thì hãy cho mình xin một like.
chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và tạm biệt.